Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị triển khai chiến lược phát triển giáo dục với sự tham dự của có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đại diện các bộ ngành và Sở Giáo dục của 63 tỉnh thành trên cả nước. Một trong những vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm là thực hiện quy hoạch nhân lực ngành giáo dục, một trong 9 mục tiêu lớn của chiến lược từ nay đến năm 2020. Nguồn nhân lực giáo dục đang có vấn đề ngay từ đầu vào. Nhiều đại biểu tham dự hội nghị hôm nay đã đưa ra nhận định này. Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo, năm vừa rồi, số sinh viên thi vào trường tăng, điểm chuẩn cũng cao hơn so với 5 năm trở lại đây. Đó là nhờ nhà nước đã thực hiện một số chế độ ưu đãi như chế độ thâm niên cho nhà giáo. Nhưng thực tế, vẫn còn rất nhiều người giỏi không muốn vào sư phạm. Một trong những cái vấn đề mấu chốt là chúng ta có chế độ chính sách, có quy hoạch nhân lực, đúng không nhỉ? Đấy, và cái cam kết việc làm, cái đấy là ba cái vấn đề mà rất quan trọng để có thể là lôi kéo sinh viên vào. Các đại biểu dự hội nghị kiến nghị xem xét chi trả lương cho giáo viên như lực lượng vũ trang hay phải có cơ chế luân chuyển cán bộ như ngành y tế. Có như vậy mới thu hút được nhân lực cho ngành. Cái lương khởi điểm là khoảng 2,3 triệu không đủ để đảm bảo cái cuộc sống tối thiểu. Để làm một nhà giáo thì người ta phải có nghị lực, có bản lĩnh, có niềm đam mê và có tình yêu. Và để có được những cái chuyện đó thì rõ ràng người ta phải đủ sống, người ta không phải bon chen, không phải lo làm thêm bên ngoài. Nhưng muốn là một chuyện, chính ngành giáo dục cũng đang không tự quyết định được việc luân chuyển giáo viên. Kêu gọi các giáo viên về vùng khó khăn nhưng thiếu từ nhà công vụ, chế độ trợ cấp ngắn ngủi và sau đó họ hầu như không có cơ hội chuyển đến chỗ tốt hơn. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận mọi kiến nghị của các nhà trường. Nhưng theo Phó Thủ tướng, chính đội ngũ nhà giáo cũng phải có sự thay đổi, nhất là sức ý về việc đổi mới. Ngành giáo dục là cái ngành dịch vụ có điều kiện, có một sứ mạng quan trọng đào tạo con người quốc gia. Vậy những người được đứng ở vị trí giảng viên, cán bộ quản lý trong nhà trường phải đáp ứng yêu cầu đổi mới. Do đó, phải có cái đánh giá, giao nhiệm vụ giáo viên và có mức cần thiết phải có cái sàng lọc. Không phải cứ vào nhà trường ở mãi làm nhà trường, không phải tuần tự mới lên để giáo viên trình độ cao và có lương cao hơn thì sắp tới phải đổi mới cái này. Chiến lược giáo dục đề ra mục tiêu đào tạo những lớp người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Việc đầu tư và chăm chút cho những người đào tạo lớp người này, những nhà sư phạm, đương nhiên là một trong những việc quan trọng hàng đầu.